Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 -880 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, không biết là trong quý vị đây mà có con nhỏ còn đi học đó thì quý vị có cái cái thói quen cái nghĩa là cho con mình à, dùng điện thoại rồi xong rồi cái nghe nó nói rằng là ngày hôm nay à, cô giáo sẽ giống dịch phát trong biết cái điểm kiểm tra của kỳ ừ, trước ừ. cái là nung nóng cái cha hay mẹ nhắn tin là ô con được bao nhiêu điểm cho cái bài kiểm tra đó nhắn tin cho con xong rồi là nhắn tin là là ô con nhớ là nhớ là ghi điện cái form vô để đi field trip với trường nghe hay là ở chiều nay con muốn ăn bún bò hay là ăn bún riêu ừ. ví dụ như vậy thì những cái tin nhắn đó thầy cô giáo ở trường nói rằng là quý vị vui lòng đừng nhắn những tin như thế trong lúc con em quý vị đang ở trường là bởi vì sao họ nói khi mà đến trường á nên để cho nó tập trung vào cái chuyện học chứ đừng cái bất kể cái chuyện gì những cái gì cứ cứ nhắn nhắn hỏi lung tung hết trơn những cái chuyện gì mà không cần thiết không khẩn cấp hãy để dành cho khi nó về nhà còn nếu như trong trường hợp ở trường có chuyện gì khẩn cấp hay là gia đình có chuyện gì khẩn cấp quý vị có thể gọi trực tiếp đến văn phòng nhà trường rồi người ta sẽ chuyển cái đó chứ đừng cái gì cũng nhắn mà hỏi hỏi đủ thứ chuyện hết rồi cái đứa nhỏ đó nó lại uh, trong giờ học rồi cái nó nghe là cái nó lại nhìn là cái chuyện mà nó bị sao lãng cái chuyện mà bài vở của thầy cô với những cái câu hỏi cái kiểu như vậy nó không có ăn nhập gì đến cái chuyện đang học uh, phụ huynh á nhiều người thì người ta phản ứng lại người ta nói là ô oh, cái đó là tôi muốn quan tâm nó muốn có một cái sự khích lệ nó ví dụ nó khoe là nó đang hồi hộp chờ cái điểm kiểm tra nó là cái gì cho nên lúc đó nhắn hỏi liền như vậy nó cảm thấy nó được quan tâm thì người ta nói cái điều đó nó không phải là cái quan tâm đúng quý vị chờ nó về lúc đó rồi mới hỏi hay là ở, lúc đó thí dụ cái điểm nó xấu ở, thì quý vị nói như thế nào với nó đây rồi nhiều cái chuyện thì nó sẽ liên quan đến cái chuyện mà ở, đứa nhỏ đó và cái điện thoại thì trong thời gian qua nhiều trường học đang phải như là một cái cái cuộc chiến với chuyện mà làm sao đối với lại những đứa nhỏ khi đi học mà mang phone đến trường có nơi thì người ta yêu cầu trước khi vào lớp học để hết cái cái điện thoại lên trên những cái chỗ như thế này hay là có trường là cấm luôn không được mang điện thoại vào lớp rồi mỗi trường đó, thì mỗi một cái kiểu khác nhau làm sao để mà đứa nhỏ đến trường là phải tập trung vào việc học nhưng mà một trong những cái đầu tiên nhà trường yêu cầu là quý vị hãy chấm dứt những cái lời nhắn tin mà nó không có mang tính chất khẩn cấp cho con mình trong lúc nó đang ở trường nhanh nói tới cái việc mà trên cái điện thoại của mình đó thì nó nó có nhiều cái ứng dụng hay là nhiều cái để chúng ta có thể nhắn tin trong lúc mà chúng ta cần phải nói cái gì đó vân vân thì thưa với quý vị trong thời gian vừa qua chắc chắn là quý vị cũng đang nghe tin đó là ở bên hạ viện đó đã thông qua một cái dự luật là cấm cái ứng dụng tiktok toàn nước mỹ À, thế nhưng um, trong cái uh, phiên điều trần ở ngay tại quốc hội đó thì ông ceo là giám đốc của cái công ty uh, nền tảng tiktok này nè uh, tiktok là của ByteDance, ByteDance là của trung quốc nha thì ông này ông so chu uh, khi mà được uh, hỏi chất vấn về những cái dữ liệu của người dùng có được bảo mật hay không hay là bị rò rỉ thì cái ông này đó ông trả lời ông đáp trả lại ngay lập tức ông nói chứ quý vị nói là công ty tiktok chúng tôi thu uh, nhập những cái dữ liệu của người dùng này kia rồi chuyển về trung quốc vân vân à, không có bảo mật những cái dữ liệu này thế thì công ty ở mỹ các ông đó có bảo mật cho những cái dữ liệu này hay không thế là cái ông này ông nói liền năm 2020 trong cuộc bầu cử đó thì hãng facebook của mỹ và công ty cambridge analytico đã rò rỉ những cái tin về vấn đề bầu cử Ông thấy chưa? Đâu phải là hãng Trung Quốc mới thu thập những cái tin này mà không bảo mật cho người ta. Kể cả hãng ở Mỹ cũng vậy nữa. Thưa quý vị, sau khi mà hai bên nói qua nói lại như vậy đó thì Hạ viện vẫn thông qua là sẽ cấm TikTok. Đó, cho nên chúng ta sẽ chờ những ngày kế tiếp nó như thế nào. Hiện tại ở Mỹ có khoảng 170 triệu người dùng TikTok. À, không biết là sau đó thì cái app này nó sẽ biến mất ra khỏi cái chợ của apple hay là chợ của android vân vân à, hay như thế nào mình không biết hay là cái việc mà tiktok phải bán lại cái công ty của mình cho một công ty ở mỹ à, để mà giữ cái tiktok này mình cũng chưa biết là họ sẽ tính toán như thế nào nhưng mà khi mà nói tới những cái vấn đề về tiktok á, thì ở bên ấn độ đó thưa quý vị ấn độ nha chỉ trong một đêm sáng ra không ai truy cập vào TikTok được nữa vì nửa đêm hôm qua Ấn Độ tức là cái cái này cái, lâu rồi thì họ 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 không có thông báo luôn. Ừ. tức là sáng dậy mọi người vô TikTok thì thấy cái app đó biến mất rồi, không xài được nữa. Đó, cho nên tại vì có cuộc giao tranh ở ngay tại biên giới giữa Ấn Độ với lại bên Trung Quốc, cho nên Ấn Độ đó là sau một đêm sau khi họp hành với nhau rồi đó, họ nói sáng mai ra là không ai vô được nữa hết thì 200 triệu người không vô được TikTok ở bên Ấn Độ. Rồi sau đó họ làm gì? Thế là đây là cái cơ hội cho những cái hãng khác mà nó cũng na ná, nó làm giống như TikTok vậy đó. Họ làm ăn ra liền. Tức là họ thông báo lên, nếu không còn xài TikTok được nữa, hãy qua với chúng tôi, sẽ giống y hệt như vậy, vân vân vân, đó. Thì đó là có một cánh cửa đóng lại thì có một cánh cửa khác nó sẽ mở ra cho nên quý vị 170 triệu người xài tiktok ở mỹ cũng không nên lo lắng quá Thưa quý vị, à, bản tin liên quan đến Việt Nam. À, trong thời gian qua chúng ta đã biết nhiều ở Việt Nam đó. À, ngoài cái trường hồi xưa chúng ta học chỉ có trường trường công thôi, rồi sau đó là có trường bán công tức là một nửa là của nhà nước, một nửa là à, phụ huynh đóng tiền, rồi sau đó đến trường tư, rồi giờ trường quốc tế. Thật ra mô hình trường quốc tế Việt Nam thì cũng khá lâu nhưng mà nó có nhiều chuyện dở khóc dở cười điển hình như là ngày hôm nay người ta nói là gần 1.500 học sinh của một cái trường quốc tế ở Sài Gòn á, trường đó nó có tên là AISVN phải đóng cửa học sinh ở nhà hết và bây giờ phụ huynh không biết là ngày mai ngày mốt gì con mình có đi học được hay không với ừ. lý do đó là trường không có trả tiền lương cho thầy cô giáo oh. mà nó nguyên cái hệ thống trường này á là có đến gần 500 thầy cô và nhân viên Ngọc Lan không biết sao nó đông dữ vậy. 500 mà trong đó có 200 người là người nước ngoài tại nói trường quốc tế mà rồi 300 là người vừa có Việt Nam rồi nhân viên thầy cô nhưng mà trong thời gian qua đến 95 phần trăm những người này không có đường ừ. cho nên là họ làm áp lực liên tục rồi cuối cùng là khi mà nhận được cái thông báo nói là tối hôm chủ nhật đó thì thông báo cho phụ huynh rằng là ở bây giờ có đến hầu hết các thầy cô báo là ngày thứ hai À, 18 tây tháng 3 là thầy cô không đi dạy cho nên thôi giờ phụ huynh để cho con em mình ở nhà ừ. Nhưng mà khi mình biết những cái trường quốc tế ở Việt Nam á Cái tiền học phí nó rất là nhiều nha Ví dụ như ở trường này nó dạy từ mẫu giáo cho đến à, trung học luôn Thì trung bình á à, có à, những lớp á, thì là khoảng từ à, 350-450 rưỡi, 400 rưỡi triệu đồng một năm wow. à, và đến cái mức cao nhất là khoảng 600 triệu đồng cho một năm tức là khoảng around, gần gần hai mươi mấy ba chục ngàn đô la cho một năm học. rồi quý vị biết ở Việt Nam mà cái tiền học phí như vậy là nhiều lắm rồi chưa kể cái trường này á họ yêu cầu giống như là họ huy động vốn từ phụ huynh ừ. à, ai mà cho trường mượn tiền cái số tiền có nhiều người cho mượn đến nhiều tỷ đồng Việt Nam À, ai mà cho mượn đến cái số nào đó thì con họ được học ở trong trường trong thời gian đó sẽ được miễn phí hay là nếu mà nó chuyển sang trường khác hay là nó tốt nghiệp rồi thì trong vòng 90 ngày thì trường sẽ trả lại cái khoản tiền đó cho phụ huynh nhưng mà rồi ở đây có nhiều trường hợp Nhiều phụ huynh người ta nói là con người ta nghĩ từ đời nào rồi Và bây giờ vẫn không trả lại đồng nào hết Có người cho mượn đến 3 40 ngàn Có người mượn đến mấy trăm ngàn đô la Đều không có lấy lại được Nếu mới dẫn đến cái chuyện mà tài chánh như vậy Nhưng mà ở Việt Nam lại có thêm Những em học trường quốc tế như thế này á Quý vị biết Ví dụ như khi mà trường đó giải tán đi Hoặc là đóng cửa như này Những em đó không được vào trường công lập ừ không vào trường công lập mà phải đi kiếm một cái trường quốc tế khác để học thành ra nó có nhiều cái chuyện mà à, dở khóc dở cười như thế mặc dù nhiều người nhà giàu thì người ta nói ở cho con người ta học trường quốc tế là cơ hội để nó học tiếng anh nó nói giỏi tiếng anh nhiều hơn lớn lên cơ hội nó đi du học nhiều hơn nhưng mà thực tế Ngọc Lan đã biết có những đứa nhỏ Việt Nam sanh ra ở Việt Nam nói tiếng anh giỏi tiếng Việt á nó chỉ biết nói thôi, để nói chuyện thôi, nó không có biết đọc, wow. không có biết viết, mới kinh khủng như vậy đó. Tại vì nó học nói là từ nhỏ học với lại bạn bè quốc tế, sau này người ta có thể thay đổi gì hay không chưa biết, nhưng mà đó là một cái kinh nghiệm mà Ngọc Lan đã chứng kiến rồi. À, cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai. Ngay sau cà phê sáng sẽ là chương trình thời sự thế giới. Và trong khi mà có chương trình thời sự thế giới, tôi sẽ đi trader joe và kiếm một vài những cái bao mang về và có thể bán lấy lời. À, xin cảm ơn quý vị theo dõi. À, hẹn lào ngày chương trình ngày mai.